Tiến Thành đừng khóc. Tại vì tất cả những cái giọt nước mắt đó của bạn và cái câu chuyện mà bạn kể là những cái giọt nước mắt Giang cũng đã từng khóc như thế. Ngày xưa Giang không có cái sân khấu nghĩa là ai như thế này. Cha mẹ của bạn là vẫn còn con trai, nhưng mà cha mẹ của Giang là mất cả đi cả người con trai của mình. Và Giang ngồi ở đây ngày hôm nay được biết đến như là một người có rất nhiều cống hiến và hoạt động cho LGBT. Khi người ta hỏi Giang là cái hành động nào bạn cho rằng bạn làm giúp ích cho cộng đồng LGBT nhiều nhất, Giang chỉ trả lời một câu thôi: tôi thành công. Khi bạn thành công, khi mà chúng ta muốn có cái điều gì á, thì không chỉ bạn đâu mà tất cả những cái bạn LGBT phải thành công, phải chinh phục. Khi bạn thành công rồi thì đích tôn hay là không đích tôn, con trai hay con gái, cao mét 8 hay cao mét 5, nó không có gì là quan trọng cả. Tất cả sẽ tôn trọng bạn. Và Giang chúc mừng bạn ngày hôm nay, một người cháu đích tôn đến từ vùng đất Hà Nội dám bước lên đây và nói rằng tôi là người đồng tính. Bạn đã thành công trong mắt tất cả những người ở đây rồi. Yeah.